trời, đi chơi biển đi, ngồi tới làm gác làm gì? Nặng tự gác nè, nặng tự gác nè. Dòng chú này không phá con hoài vậy mẹ ơi. Quên chạy. À, no. Hay thì dám làm cho em móc da xinh đẹp, tức giận quánh vô mặt ta. Tới luôn bắt tay. À, trời ơi, đôi giày mà đâu rồi? Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Lucy Channel, kênh giải trí và thử thách trí não. Mình là Lucy, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với game show truyền hình Anh Hàng Xóm Tinh Nghịch. Và người chơi chính là Lucy. Thôi, như các bạn đã biết á, thì anh Quốc đi và ông hàng xóm xấu tính bụng bự đang đi du lịch trên một chiếc du thuyền, đi du lịch vòng quanh thế giới luôn nha. Và họ đang đến đất nước Trung Quốc. Và ở tập 2, họ đã ở trên cái chỗ Vạn Lý Trường Thành này chơi cũng nhiều trò chơi rồi. Và hôm nay họ ở lại một bữa cuối cùng trước khi tàu rời cái Vạn Lý Trường Thành để đi qua đất nước khác. Để xem hôm nay có gì đặc biệt không nha. Ôi, tàu chuẩn bị chạy rồi. Em gái xinh đẹp ơi, vậy tụi mình chơi bóng bàn đi. Được, vô đây. Nếu chơi thua là bị đánh vô mông nha. Trời ơi, anh chơi rất là giỏi. Nhìn nè. Thấy chưa, không hề bị rơi trái banh xuống, thấy chưa? Coi như cũng tạm ổn đó. Thôi bây giờ anh đi lướt sóng đây, em đi với anh không? Thôi, em muốn ngủ à. Thôi bây giờ mình đi lướt sóng đây, lướt sóng vui hơn ngồi chơi cát. Liêu. Tới luôn bác tài ơi. Chơi trò này đã thiệt. Cano nó kéo mình á, mình lướt qua lướt lại trên sóng này mấy bạn. Hay, chơi kiếm trò khác đi. Để coi còn gì nữa không ta. Đâu để coi, lên lầu thử. À, đói bụng quá, chơi nãy giờ rồi. Ở đây có bán sushi nè. Ông chủ bán cho 1 dĩa sushi. Ok, có liền. Công nhận ông chủ quán sushi này già rồi mà làm nhanh ghê thiệt. Khá ngon. Ok. Được. Thôi no bụng rồi, lại tiếp tục đi chơi thôi. Ở dưới này có đặt mấy quả pháo nè. Được đó. Bây giờ mình sẽ chơi pháo thôi. Mấy bạn ơi, mình là Quốc đi nè. Mình mới lượm được một cái ruột bánh xe. Trong bánh xe nó có cái ruột á, làm bằng cao su. Ý, ở đây con vịt nó còn đẻ thêm quả trứng nữa nè. Mình lấy luôn quả trứng. Đâu, để coi có ai dòm không? Thì không có ai hả? Nè. À, mẹ ơi mẹ, cái chú đi sâu à. Con làm cái tượng sư tử bằng cát nãy giờ luôn bị phá rồi. Sao ông này, ông xấu tính quá à. Ôi, mấy bạn thấy không? Cái ông hàng xóm bụng bự này, ông xấu tính quá đi. Mình phải lên kế hoạch trừng trị ông mới được. Ông chủ ơi, cho con mượn cái đôi mắt kính xíu nha. Trời ơi, mắt kính lão của ta. Không đeo là ta không thấy đường đâu. Các bạn có biết cái cặp mắt kính lão á, là nó dày lắm. Cho nên á, khi mình mà để dưới ánh sáng mặt trời, nó sẽ gom ánh sáng lại, có thể đốt thành lửa được luôn á. Đâu, để coi còn gì nữa không. Bây giờ Quốc đi sẽ đi vòng vòng cái Vạn Lý Trường Thành này để gom hết đồ lại, xem có gì xài được không, mình mới đặt bẫy được. Rồi, cô gái ốc gà thì đang ngủ rồi, còn ông hàng xóm bụng bự thì đang đi lướt ván. Ông lướt ván xong luôn rồi kìa mấy bạn ơi. Để coi bây giờ mình sẽ làm gì đây ta. Ông chơi nãy giờ ông đói bụng rồi, chuẩn bị ông lên ăn sushi á. Mình không thể nào đứng ở đây được, mình phải núp qua đây. Ý, thấy rồi. Ở đây có cái búa và cái đinh nữa nè. Làm gì nữa đây ta. Thôi, đi xuống đây trước đã. Ông đang ăn sushi rồi. Đi qua thăm em bé tội nghiệp cái đã. Ý, ổng xuống. Ổng xuống chơi pháo kìa. Được, mình phải đi lên thôi. Giống như có hai tầng vậy đó. Bên này có hai cái tượng con sư tử nè mấy bạn. À, chắc em bé này á, thấy bức tượng sư tử nên mới xuống đây là làm cát hình sư tử nè.
trời, đi chơi biển đi, ngồi đó làm cát làm gì? Nặng tự cát nè, mẹ, ông chú này ông phá con hoài vậy, mẹ ơi. Mẹ mình toàn lo ngủ không à. Ý, thằng ơi, mình lượm được quả pháo rồi. Rồi, mình có tổng cộng 5 món rồi. Bây giờ chưa biết đặt bẫy như thế nào đây nữa. À, mình đã có một cách rồi. Mình sẽ lấy pháo, mình gắn vô cái tượng con sư tử này. Nhưng mà làm sao cho cái quả pháo này nó nổ đây ta? À, dùng kính lão để gom ánh sáng lại cho nó tạo thành lửa. Yeah, nó nổ rồi. Lấy được cái đầu sư tử rồi nè mấy bạn. Mấy bạn thấy cái đầu sư tử này có giống như cái đầu sư tử mà em bé đang làm cát không? Mình đã có cách rồi. Ui, ở đây còn có sợi dây thừng nữa. Rồi, mình đã có đủ vũ khí rồi. Bây giờ bắt đầu gài bẫy thôi. Đầu tiên đó chính là đổi trái banh bóng bàn thành quả trứng. Còn chuyện gì xảy ra thì mấy bạn đợi nha. Rồi, ổng đi lên ăn sushi rồi. Bây giờ ở dưới này á, để coi, mình sẽ đóng đinh cái đôi giày này cho ổng khỏi lướt ván nữa luôn. Xong rồi. Còn cái đầu con sư tử bằng đá, mình sẽ đổi với lại cái đầu sư tử bằng cát của em bé này. Ơ, cái này là sao vậy chú? Bây giờ có sẵn cái đầu rồi đó, cháu cứ lấy cát, cháu làm thành cái mình con sư tử đi là được. Dạ. Rồi, còn sợi dây thừng này hả, mình sẽ buộc vô cái pháo bắn này. Ê, ổng xuống kìa, chạy. Để ổng phát hiện ra là tiêu đời. Hên quá. Ổng chưa phát hiện ra. Kìa, chuẩn bị ổng qua ổng coi tên lửa nè mấy bạn. Ý, không. Ổng đi qua, ổng ghẹo em bé kìa. Mấy bạn, chuẩn bị, nhìn nha. Nè, đã nói đừng có làm tượng cát nữa mà. Sao cứ làm hoài vậy? À, trời ơi, gãy cái chân của rồi à. Trời ơi. Sao giờ nó là cát mà bây giờ nó là đá vậy hả? Thôi, mình lấy cái ruột xe bằng cao su bỏ vô cái thùng sushi này luôn. Rồi, còn một món cuối cùng đó chính là sợi dây. Sợi dây thừng mình sẽ buộc vô trong mấy cái pháo này nha mấy bạn. Rồi, coi như gài xong rồi đó. Rồi, đi, bây giờ ổng rủ cô gái xinh đẹp ốc da của ổng đi đánh bóng bàn rồi nè. Các bạn chuẩn bị dòm nha. Trời ơi, anh không biết chuyện này, anh không biết. Này thì trội trứng vào mặt ta. Gương mặt ta đang xinh đẹp như vậy mà lại trội trứng vào mặt của ta. Tên quốc đi. Ta hứa ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trời, lo đứng coi ổng. Quên chạy. No. Mày thì dám làm cho em mót da xinh đẹp, tức giận quánh vô mặt ta. Tức quá. Bây giờ đi trượt cano cho vui vẻ trở lại coi. Tới luôn bắt tay. Trời ơi, đôi giày mà đâu rồi? Cứu tôi ơi, tôi bị ngộp thở rồi. Tình quốc đi kia. Dám đóng đinh đôi giày à, là mình không mang được. Tình quốc đi ơi. Mấy bạn ơi, quốc đi bị đánh bầm mắt rồi. Rồi, bây giờ đang đợi ổng lên ông ăn sushi kìa. Mình đã để một cái ruột xe vô rồi. Mà gặp ông chủ này á, ổng không có đôi mắt kiến này, nó không thấy đường, ổng không lấy đại chúng cái ruột xe rồi kìa. Trời ơi, sao dài quá vậy? Cái gì vậy? Sao bữa nay bán sushi gì kỳ hả? Dám chê đồ ăn của ta à? Ta nấu ngon như vậy mà dám chê. Trời ơi, thì ra đây là tác phẩm của tên quốc đi. Dám cho mình ăn cao su luôn hả? Ta tức không chịu nổi mà. Được lắm quốc đi, ta đi hả giận cái đã. Bây giờ bắn tên lửa chơi ra nè. Em bé coi ta bắn tên lửa nè. Wow, trời ơi, cứu mà.
Tên quốc đi kia. Yeah, mấy bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã xử lý được ông hàng xóm bụng bự xấu tính rồi. Vì bị lấy lè dư lại con gái mà lại đi ăn hiếp con nít nữa chứ. Thật là hả dạ mà. Và ở màn này, quốc đi được thưởng đến 17.037 điểm. Và hành trình tiếp theo của quốc đi và ông hàng xóm bụng bự sẽ đi đến đâu? Hẹn gặp lại các bạn ở video tập sau nha. Bye bye.